Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình buổi sáng làm biển nói chuyện quá, không có thâu video. Bây giờ đến gần 3 giờ chiều rồi. Hồi trưa mình về mình tính dẫn thằng nhóc đi ra chợ Nhật cho nó ăn cái món thích của nó. Vậy tới ảnh hình như là thức sáng đêm cho nên ngủ ngủ đánh đánh thức hoài không nổi, bây giờ vẫn còn ngủ. Cũng thừa cơ hội mấy nay mình định mua ba cái đồ linh tinh trong trong mấy cái chợ mà cứ hấp tấp nên không có đi sắm mua được. Bây giờ mình thôi, mình rảnh rỗi mình cứ thong thả đi từ từ mình shop. Mình có ba cái chính mình cần mua là có loại đất để mà trồng cho xương rồng đó, nói chung là cũng thanh long là nó cũng là loại xương rồng. Rồi mình mà cần mua cái đồ rửa chén mà mình để cho nó ráo nước á, cái của mình ở nhà nó dơ quá, nó cũ quá này, mình tính mua cái mới dục, bữa mai là thứ sáu đổ rác nữa cho nên có thừa cơ hội mình quăng luôn. Ba nữa là mình mua gì ta? Quên rồi. Sáng có, nãy giờ trong đầu có hai ba bốn cái list. Ba cái linh tinh như là đồ tạp hóa ở trong cái Target đó, trong mấy cái chợ đó mà mình giờ mình đi vô trong mình shop mình nhớ lại mua, giờ nói quên mất tiêu rồi. Quay anyway, xong shop rồi thì chắc mình ghé ngay chỗ tiệm Việt Nam bán thức ăn sẵn á, mình mua cho em về cho nhóc ăn luôn, rồi xong khỏi nấu ăn, bữa nay mệt quá biếng quá. Qua thì tự nhiên hăng hái xiên lắm, chiên lăn thịt cốt lết, lăn bột chiên, lăn bột cái kiểu mà người Nhật người ta gọi là tonkatsu đó, tiếng Mỹ nó gọi là pork cutlet. Thì nãy mình định đi ra chợ Nhật đó là mình ghé mua cái sauce đó, rồi chắc tuần tới mình làm lần lần nữa, có vẻ nó thích ăn. Mình chiên 6 miếng, nó ăn 2 miếng rồi xong cái nó mình ăn 2 miếng còn dư tới 2 miếng. Thì tự nhiên tối khoảng 10 giờ 11 giờ nó đói nó ra nó ăn. Công nhận là tối mình cũng đói lắm, khoảng 10 giờ mình thấy trong bụng nó đói đói sao tự nhiên mà không không dám ăn, tại vì mình đã nhất định là mình kiêng ăn cái tại tối mình ăn á. Tinh bột là một, là hai nữa là cũng không có tốt cho cái bụng mình, nó căng quá. Nó không có to như mấy ông uống bia nhưng mà ngộ, mà công nhận ngộ thiệt nha. Mình mà xả láng á, ăn uống nhậu nhẹt chừng một tuần là cái bụng nó lên 1 inch liền á, nó phì ra liền à. Lần mà mình đi bị bệnh nhà thương về đó, không ăn không nhiều lắm, ngày ăn có một hai cữ mà ít lắm, ăn rau không à, cả 3 tháng trời 4 tháng trời cái bụng nó mới xẹp xuống. Bụng mà nó xẹp xuống mà thả cửa ăn chừng 2 tuần đó là cái bụng nó phì lại liền à, ngộ lắm. Mập thì cũng như là cái mỡ mà mình ăn á, nó dễ lắm, còn khi mà mình muốn nó tan ra, mình muốn giảm cân rồi thì rất là khó, cho nên cái chuyện nó vậy đó. Cái gì nó muốn tốt thì nó khó, ăn uống cũng vậy, nó ăn cái nào mà tốt cho sức khỏe thì nó nhàm chán, nó sợ toàn là rau luộc rồi gì thịt luộc, còn muốn ăn cho ngon thì phải có mỡ, có cay, có dầu, có chất béo, chất này chất nọ đồ gì đó ngon, phèo phổi đồ gì đó, trời ơi, nó ngon thì lại hại cho sức khỏe cho mình. Ngày xưa mấy người phụ nữ hay nói trời ơi tôi nhịn ăn kiêng ăn cái 6 tháng trời mà vừa mới có thả cái ăn ra đi đám cưới một lần hai lần cái nó phì ra, mình nói làm gì có chuyện đó, mấy cô nói quá đi. Mà hồi nhỏ mình đâu có mập đâu, nào ôm nhôm nhách đâu, uống rượu uống bia nhậu nhẹt được ôm nhôm nhách nè, không biết làm gì, chắc
suốt ngày nhảy tưng 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 đốt hết năng lượng, đốt hết mỡ á. Anyway, thì tới Target rồi, chạy vô coi có cái gì mà còn key shop một chút. Cứ thong thả từ từ ra shop xong rồi đi mua đồ ăn xong rồi cái dớt thêm một cái tẩy số nữa chứ. Cái số nó lên tới mà 1 tỷ, 1 tỷ mấy mà không ai trúng hết à. Ok, let's Mình đi vô trong Target là cái tiệm này nè. Thì ở đây nó có cái quán King Egg Roll là cái quán Việt Nam. Trong kẹt đó thì có cà phê, có quán rượu với quán pizza. Còn đây có cái chợ này nè. Chợ này, cái địa điểm này nó giống như là nó không có phong thủy. Hồi xưa là một cái quán, một cái chuỗi của cái chợ Mỹ tên là gì, PW gì đó, kiểu nổi bán cái cho người 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 Tàu Việt Nam sang, rồi cái bán cái chợ mà chợ bán không đắt, cuối cùng sang cho người Philippines, Island Pacific, chợ Philippines cũng ế luôn, xong rồi cuối cùng đóng cửa luôn. Cho nên cái bãi đậu này nó rất là vắng, Walgreens nó cũng rất là ế, cho nên Anyway, đi vô chợ đây, vô chợ này, vô Target đây. Mình giờ đi vô đây mình từ từ mình săn lùng mấy cái đồ mình cần thiết để mình nhớ lại mấy cái gì mình cần mua mà mình quên mất tiêu. U đây chỉ có mấy cái quán ăn yummy. Ngày xưa Target đó là có cái department store tên là Jamco. Mình mới qua Mỹ năm 79 á. Jamco là cái bán đồ rất là nhiều nhiều mấy cái đồ tốt hơn Target nhiều. Bây giờ thì quán thập niên nào nó bankruptcy, nó bán cho nó Target, bán lại cho Target đổi tên này. Sắp tới bây giờ luôn, bây giờ trong đây nó có cái chợ luôn, cho nên chút nữa mình ghé chợ mua. Nhạc không biết có bị gì không nè, thôi nhạc rồi. Ok, vào trong cái tiệm Target này là 2 chỗ rồi đó. Mình chỉ kia tìm đơn giản vài món mình cần thiết. Một là cái đồ để mình gác dĩa sau khi mình rửa chén. Hai là cái phân để mà mình trồng cây thanh long. Đến đây nhìn thấy cái đèn của xe đạp thấy dở quá, không mua. Đi vòng vòng. Đi ngày xưa vào đây TV ở đây ít khi nào mình mua điện tử ở đây lắm. Mình mua điện tử là mình đi mấy cái tiệm chuyên môn. Bây giờ thì một là Costco, hai là phải đi đến chính tiệm như là Apple Store thôi. Ấy, mùa này là mùa sắp tựu trường cho nên thấy nó bán đồ học sinh, nhưng mà chỗ này ngày xưa để nguyên một cái chỗ bán để trồng cây vườn đồ, phân bón rồi cuốc rồi gì lung tung beng, mà sao giờ chỉ còn có dẹp đâu hết đây. Nó dẹp vào trong kẹt này. Trời ơi, nguyên một cái chỗ bán làm vườn mà chỉ còn có hai vàng à. Cái này không phải phân, này là đất để nó diệt cỏ. Đây chỉ còn lại có hai hàng để mà bán đồ. Tại này là mùa này, mùa sắp hết mùa hè rồi đó. Cái này cỏ, trồng cỏ, hạt cỏ với lại cái loại phân cho cỏ không à. Thôi cuối cùng thì cũng lựa chọn được con cái à. Mua được cái một món thôi, một item thôi à. Chắc lên Amazon tìm mua đồ luôn á. Mua đồ Amazon thì lại phiền phức, cái nhiều cái mình mua không có đúng ý mình muốn. Basically cái này là cái đồ rửa chén á, mà nó nhỏ quá mình cũng không vừa ý, nhưng mà giờ thôi mua đại xài đỡ đi, rồi từ từ kiếm. Bây giờ thì mình thảy vô xe xong rồi chạy đi mua đồ ăn. Một ghé vô trong tiệm liquor mua rồi giấy số luôn thôi. Thôi để mai mua, mai mới sổ số mà. Ok, bây giờ mình đi là tới cái quán King Egg Roll. Cái tiệm này bây giờ cạnh tranh không nổi, lấy mấy ba cái đồ online nó rẻ đó. Mà sao vô trong đi nó to rồi, xăng xăng đi tìm mấy cái đồ nó công quá, biết biết sợ luôn.
ba cái đồ trưng bày á, thì là bây giờ nó làm cho mấy cái đồ đang bán đắt á, là mấy cái đồ cho học sinh phải sắp tựu trường rồi, còn cái trồng rau trồng gì đó là mùa spring bây giờ nó dẹp hết rồi, không còn cái gì hết, còn ba cái đồ dư á. Đây là cái quán King Egg Roll. Ơi, vô đại mấy món cho nó ăn. Bữa nay sao thấy họ bán đồ cũng không bán hết rồi. Còn có cái gọi là thịt gà xào chua ngọt. Rồi mua một cái tôm chiên cái lăn bột. Mình về mình nấu miếng cơm cho nó ăn thôi. Kệ nó may. Cho nó ngủ tập, nó ngủ trễ. Ngày xưa mình nhớ đi mấy cái tiệm tạp hóa này, nó đồ nó nhiều lắm, đi ít khi nào mà mình vô mà mình tìm không được cái đồ mình cần mua, phải không? Bây giờ đi vô cái hai tiệm rồi mà cũng không có. Giờ mình biết vô trong Walmart thì có rồi, nhưng mà lỡ thôi mua đại cái nhỏ này xài cái đồ rửa chén thôi à, chứ đồ để mà úp dĩa lên nó nhỏ xíu mà mình không cần. Cái nhà mình dơ quá rồi mà nó không có cái chỗ để mà nó chảy nước á. Làm biến bởi đi ngày xưa mình đi làm 6-7 giờ chiều về rồi còn phải chạy lăn xăng ở ngoài mua đồ, về tới nhà 7:30-8 giờ ăn cơm xong rồi thấy tối hù rồi leo lên giường ngủ, ngủ 6 sáng 5 giờ sáng nhiều khi phải thức dậy tắm rửa rồi ăn miếng rồi đi làm. Ây da, nó cứ dậy dậy hoài đó, cho nên thấy nó nhàm chán. Mấy người làm lao động còn khổ, cho nó lương thì không có nhiều, 3 cọc 3 đồng, nhất là ở đây á, bưng phở bưng cơm rồi gì là thôi nghèo chết luôn. Thì cũng giống Việt Nam thôi, Việt Nam mà bưng phở bưng cơm mà chắc cũng nghèo chết. Lâu lâu coi mấy cái phim cũ ngày xưa của Việt Nam á, thấy mấy đứa đạp xe đạp đi xin việc làm, đi rửa chén, đi trong phim thôi nha chứ không phải ngoài đời. Mình thấy nghĩ ngoài đời chắc cũng tương tự vậy, nếu như mà mình còn ở lại năm 75 tới sau này chắc lúc đó thì mình còn nhỏ, sau 75 thì mình mới có 14 tuổi 15 tuổi à, lên tới cái giữa 18 19 là một là phải đi vào quân đội của tụi cộng sản, hai là làm gì đó thanh niên xung phong cái gì đó vậy, quên mất rồi. Xong rồi chắc phải làm xe ôm thợ thiết. Chớp nhoáng rồi cái thành tuổi già rồi, bây giờ chỉ còn mọi chuyện xong xuôi thì mình đi về Việt Nam chơi hưởng thụ vài năm rồi xong rồi đi ngủ, ngủ muôn ngàn năm. Nói nhà để chán nè. Hồi đó đi làm á là mong cho tới thứ sáu tối vừa đi làm xong. Hồi mà chưa làm kỹ sư á thì không có, thứ sáu rồi đi chơi cho tới sáng luôn, về tắm rửa rồi là bắt đầu đi chơi qua nhà bạn nhậu nhẹt, không thôi là đi night club, nhiều chỗ đi chơi. Xong rồi chủ nhật á mà có
Để ý một chút thì về nhà sớm khoảng 2-3 giờ, 4 giờ là thôi bắt đầu nghỉ ngơi, tắm rửa, nghỉ cho tới sáng thứ hai đi làm, không? Còn có lúc nhậu cho tới 11 giờ mới về. Sáng thứ hai vô làm vừa còn hangover vừa mệt mỏi. Mà mình lâu lâu mới bị vậy. Còn mấy có con thằng kia nó làm á, nó làm ở dưới gọi là assembly, nó làm thợ hàng á, hàng điện tử á. Trời ơi, tung nào nó cũng nhậu cho tới tới nay, đến mà khi mà nó vô làm nó cầm cái mỏ hàng mà nó ngủ gục. Trời ơi, nói mày lại sếp thấy đang ngang thấy là mày bị thì đuổi liền tại chỗ. Anyway, thôi tính đi shopping cân kiên nhẫn lục đồ mua mà cuối cùng lười biếng thôi, cuối cùng định ghé chợ mua đồ làm tối nay nữa mà thôi thôi dẹp đi, không làm, nấu nồi cơm cho nó ăn. Tối nay nó không có, nó đói thì nó phải lục sandwich cái gì nó ăn biếng rồi. Lâu lâu bỏ đói cho nó gắng chịu, không thương nữa. Cưng nó quá rồi cũng hư hết. Bye bye. Đây, cái đồ gác chén mới, sạch sẽ đẹp đẽ, clean. Cái cũ nó dơ quá, thấy gớm. Ở đây ngoài cha con thì ăn cũng không, mỗi ngày cũng không bao nhiêu chén đũa hết á, cho nên cái nhỏ này cũng xài được rồi. Như vậy chứ mà lâu lâu mình bậy như hôm qua quá trời dĩa bát rồi tùm lum hết. Anyway thôi, giờ tôi rửa chén xong coi nghỉ ngơi. Perfect. Vài cái dĩa, vài cái chén, vài cái ly thôi đủ rồi. Còn nếu như mà gia đình 5-6 người như đây không đủ đâu. Anyway, giờ phải đổ rác.